Hello, em Gấm Nguyễn xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh nha. Thì hôm nay em sẽ lên tiếp bình giữ nhiệt hàng bảy nhật nha anh chị. Anh chị khách mới xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật được những cái video mới nhất nha. Và hình thức chốt đơn là các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Hoặc là kết bạn Zalo để em xác nhận lại hình ảnh cho mình nha các anh chị. Hình thức thanh toán thì anh chị chuyển khoản hoặc cọc để em đi đơn nha, không ship code nha. Chuyển khoản 100% thì đơn trên 500k sẽ được miễn phí ship nha anh chị. Và đơn dưới 500k thì mình cộng ship vào giùm em ha. Đó là quy cách làm việc bên shop em ha. Và anh chị lưu ý là một phần là bình giữ nhiệt ở đây thì em sẽ bao test nhiệt cho các anh chị ha. Mình nhận hàng thì em sẽ test nước nóng và nước lạnh cho mình rồi ha. Nên chị yên tâm mà mình chốt đơn nha. Rồi đầu tiên em sẽ có em lên cái bình này. Bình này dung tích nó khoảng này khoảng nửa lít nha anh chị, khoảng 500ml nha. Bên trong nó là sứ nè, này mình pha trà uống sữa rồi cũng ok nha. Rồi cái này giữ nóng giữ lạnh đều được hết nha anh chị. Này bán cho anh chị 100k nha, mã số 1. 100 nha, mã số 1. Rồi mã số 2 em có cái bình này. Này giống như là cái ca uống cà phê, uống sữa rồi đó anh chị. Cái ca này dung tích của nó cũng khoảng nửa lít nha. Cái miệng rộng nè, để đá, để đồ nó có rất là dễ nha. Bên đây mình có thể bật lên để mình uống nước nè. Rồi cái ca này em bán 150 nha, mã số 2. 150 nha, mã số 2 giùm em nha. Rồi mã số 3 em có mấy cái bình ủ cháo dung tích nó khoảng 350ml nha anh chị. Đây test nhiệt rồi hết rồi. Ở đây thì em bán cái này sơn thì có xước nhẹ nha anh chị nè, cái này thì còn đẹp nè, xước chút xíu vậy nè. Rồi cái này em bán 80 nha, mã số 3. 80 mã số 3. Rồi mã số 4 em cũng bán cho anh chị với giá là 80 nha. Em hiệu Joy nha, Thái Lan. Rồi 80k nha anh chị, mã số 4 nha. Rồi mã số 5. Số 5 là cái bình màu hồng. Cái nào có mát in thì em đọc, còn không có thì thôi nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 80, mã số 5. 80k, mã số 5 nha anh chị. Rồi mã số 6 em có cái bình này. Hiệu đầu mót ha. Sơn có xước nhẹ. Rồi bình này em cũng để cho anh chị 80, mã số 6 nha anh chị. 80k, mã số 6 giùm em ha. Rồi mã số 7 nè. Mã số 7 có bình này cũng là hiệu Joy ha, Thái Lan ha. Rồi bình này em bán cho anh chị 80, mã số 7 nha. 80k, mã số 7. Rồi mã số 8. Bên này bên dưới để mắc in China nha anh chị, hàng xuất nha, hàng xuất Nhật màu hồng này. Rồi bên này em cũng để cho anh chị 80 nha. 80 mã số 8 nha anh chị. 80k mã số 8 nha. Rồi bên này mã số 9 nè anh chị, cũng 80 luôn, mã số 9 nha. 80 mã số 9. Mã số 10. Rồi số 10 cũng 80 luôn ha anh chị. Số 10 này cũng 80 luôn nha, màu hồng. Số 11 bên này cũng giá là 80 luôn ha. Hiệu đầu mod. Nha, mã số 11. 80 mã 11 nha. Rồi mã 12. 12 em lên bình này hiệu đầu mất. Rồi bình này em cũng bán cho anh chị 80, mã số 12. 80 mã 12.
Rồi mã 13, em này cũng là hiệu đầu mod ha. Rồi bình này em cũng bán cho anh chị 80, mã 13. 80, mã 13. Mã 14 em có ly giữ nhiệt. Ly này mình dùng để uống bia, uống trà, uống cà phê gì ok hết nha anh chị. Hàng chuẩn Nhật nha, dung tích của nó là 430ml nha. Cái này thì mình giữ nhiệt rất tốt luôn nha anh chị, dùng để mình uống bia hoặc là uống nước ngọt á. Mỗi gia đình nên có một vài cái để mình sử dụng hàng ngày nha anh chị, rất là mình rửa cũng gọn nhẹ nữa mà sử dụng nó có chất lượng ha. Rồi cái này em bán cho anh chị 60 một cái nha, em có số lượng. Anh chị chốt bao nhiêu thì kèm số lượng giùm em luôn ha. 60k một cái nha. Mã 14 nha anh chị. 60k một cái mã 14 nha, hoặc là gọi là ly uống bia em cũng tự biết ha. Em dùng để uống bia thì nó cũng đúng bài luôn nha. Rồi mã 14 nha, 60k một cái. Rồi mã số 15, em có cái hộp đựng cơm. Hộp này hiệu Yorushi nha anh chị. Hộp này thì nó có 3 ngăn. Này bên dưới thì nó để là mắc in Thái Lan nha. Cái đáy nó có hơi bị xước, vòng vòng khu vực này có bị xước nha. Mắc in Thái Lan nha anh chị. Và sơn nó cũng có bị xước nha anh chị. Nè sơn, xước sơn thôi chứ không có bị cấn mớp gì hết nha. Có dây đeo, có hộp đựng đôi đũa nè. Có hộp đựng đôi đũa. Rồi hộp này do là nó có xước sơn nha, với lại cái đáy nó cũng có chạy xước dưới đáy một xíu nha. Hộp này bán cho anh chị 250 thôi nha. Mã 15, 250 thôi nha anh chị. Mã số 15 giùm em nha. Rồi mã 16 nè, em có cái bình này còn mới đẹp, hiệu Yorushi nè, độ mới cao, cũng là made in Thái Lan luôn ha. Có hộp đựng đũa nha, cũng có 3 ngăn đây. Rồi hộp này em bán 400, mã 16, mới đẹp, không xước sơn, không cấm mớp gì hết nha anh chị. Rồi 400 nha, mã 16 dùm em nha. Rồi mã 17 em có cái hộp này. Hộp này cũng có đôi đũa rồi luôn nè. Ủa cái hộp không có đôi đũa nha. Hộp đôi đũa đâu mất tiêu rồi. Không có đôi đũa nha anh chị. Mình có thể sử dụng đôi đũa ở nhà mình cũng được nha. Cái này nó cũng được 3 ngang. Đây. Này không thấy mát in nha. Sơn thì cũng có xước nhẹ xíu thôi. 3 ngàn. Là hai hộp này em bán cho anh chị 300 thôi nha, mã 17. 300 thiếu đôi đũa, không có đôi đũa, có cái hộp thôi không có đôi đũa nha. Rồi 300 nha, mã 17 giùm em nha. Rồi em sẽ lên bình giữ nhiệt. Rồi em có set này bán cho anh chị 150 nè. Ba cái bình ha. Ba cái bình này thì nhỏ nhỏ thôi, dung tích của nó khoảng từ 250ml thôi nha. Đây, nhỏ nhỏ thôi nha anh chị. Mà này giữ nhiệt tốt. Này cũng vậy luôn. Này mắc in Thái Lan nè. Ba cái ha, nhỏ nhỏ thôi nha. Ba cái mini. Đây cái này nhỏ nhỏ nè. Rồi ba cái này em bán 150 nha, mã 18 nha anh chị. 150, mã 18 nha. Cái này ba cái luôn nè. Rồi mã 19. Mã 19 em có ba cái bình này.
ba cái bình này em bán cho anh chị cũng 150 luôn nha, mã 19 nha. Cái này sơn có xước nhẹ nha anh chị, hàng China nha, China xuất Nhật. Rồi cái bình này cỡ 250 ml. Rồi cái bình này thì nó có cái bao này made in Malaysia nha. Cái này cũng cỡ 250 ml á. Ron nè. Rồi ba cái này cũng để cho anh chị 150 mã 19 nha. 150 ba cái nha, mã 19. Rồi lên set này, mã 20. Set này em bán cho anh chị 150, mã 20. Cái này dung tích của nó khoảng 350 ml nha. 350. Sơn có xước nhẹ bên dưới đáy xíu nè. Ở trên thì đẹp mới không bị xước ha. Hiệu do Rusi. Dung tích là 350 ml nha anh chị. Hai cái giống nhau, cùng một thương hiệu chỉ khác màu thôi. Rồi 150 nha, mã 20. 150 mã 20. Rồi lên set này mã 21 nha. Set này em cũng để cho anh chị 150 mã 21. Thì dung tích của nó cũng khoảng từ 350 đến 500 ml nha. Này có ống hút nè. Bình này cỡ 500 ml nè. Đồ hiệu đồ mod nha. Rồi em bình này hiệu không hiệu bằng tiếng Anh nè anh chị. Không thấy mắc in nha. Dung tích cũng của nó cũng khoảng 350. Rồi hai cái bình này em bán cho anh chị 150 nha. Mã 21. 150 nha anh chị, mã 21 ha. Rồi lên set này mã 22. Cái này cũng là một cái ly, dung tích của nó khoảng 350 ml ha, hiệu đồ mốt. Bình này thì em không thấy mát in ha. Rồi em bình này cỡ nửa lít. Bình này cũng không thấy mát in nha, tem chữ Nhật được không mà không thấy mát in nha anh chị. Bình này cỡ nửa lít nha. Rồi set này em cũng để cho anh chị 150 mã 22. 150 mã 22. Rồi lên set này mã 23. Set này em cũng bán cho anh chị 150 nha, mã 23. Rồi bình này dung tích của nó là khoảng 350 ml nha. Em này made in China nha anh chị, hàng xuất Nhật. Dày lắm. Trên đây mình có thể tháo ra được nữa nè. Cái đầu cảm đá nè. Dung tích khoảng 350 ml nha, vừa ly cà phê. Rồi em này 550 ml nè. Này không thấy mát in nha anh chị. Rồi hai cái này bán cho anh chị 150 mã 23. 150 mã 23. Rồi lên set này mã 24 nè. Set này ba cái bình này. Ba bình này bán cho anh chị 150 nha. Mã 24 nha anh chị. 150 mã 24. Cái này cỡ 350 ml. Rồi cái bình này chắc cũng cỡ bình này 360 luôn. Rồi set này em bán cho anh chị 150 mã 24. 150 ba cái nha, mã 24. Rồi lên set này mã 25. Set này em bán 150 nha, mã 25 nha anh chị. Cái kiểu dáng của hai bình này rất là đẹp. Này có cái ống hút. Này cho bé đi học đồ ha.
rất là đẹp. Rồi thêm bình này, cái này bấm vô để mình đổ nước ra mình uống. Mình bấm nút thì nó sẽ hở chỗ này, nước nó sẽ ra đây đó ha. Rồi hai cái bình này em bán 150 mã 25. 150 mã 25. Rồi lên set này mã 26 nha. Hai cái này em cũng bán cho anh chị 150 mã 26 nha. Màu đỏ nha, bên dưới không có thấy mắc in. Bình này dung tích của nó khoảng nửa lít nha anh chị. Rồi bình này khoảng 350ml, hiệu The Mod nè. Này made in Malaysia nè. Rồi hai bình này 150 mã 26 nha. 150 mã 26. Rồi lên set này mã 27, set này cũng là 150 nha. Mã 27. Rồi ly cà phê nè. Mở sao đây. Cái này nó phủ men mà men của nó màu đen nha anh chị. Nè nó phủ men nha, còn mới tinh nè. Mà men chống dính màu đen ha. Còn ở bên ngoài nó là màu nâu rõ nè, màu tím than, tím đen. Rồi hai bình này bán cho anh chị 150 nha, mã 27. 150 mã 27. Rồi lên set này mã 28 nè. Ba cái bình này em cũng bán cho anh chị 150 nha, mã số 28. Rồi bình này thì dung tích nhỏ nha. Có 200ml á. Rồi. Bình này nhỏ xíu, bình này cũng nhỏ nè. Con hút. Bình này dung tích nó khoảng 250ml. Rồi bình này cũng vậy luôn, bình này cỡ 350ml nha. Rồi ba cái này bán cho anh chị 150 mã 28 nha. 150 mã 28. Rồi tiếp theo set này mã 29 nha anh chị. Set này 150 mã 29. Dung tích của bình này khoảng nửa lít. Em này hàng China xuất Nhật nha anh chị. Rồi bình này dung tích nó khoảng 350ml, hiệu Tiger. Không có thấy mắc in gì hết nha. Rồi hai cái này em cũng bán 150 mã 29 nha. 150 mã 29. Rồi lên set này mã số 30, set này em cũng bán 150 nha. Bình này thì 800ml nè, bình này thì 350ml ha. Hiệu Joy nè. Đây bình này trên nắp nó có vài điểm cấn nhẹ xíu nha. Rồi bình này là 350ml nè, made in Thái Lan. Bình này nhỏ mà còn mới lắm nha, còn đẹp. Rồi hai cái bình này em cũng bán cho anh chị 150 mã 30. Rồi lên set này mã 31 nha. Set này bán cho anh chị 180 mã 31. 180 nha. Dung tích của bình này là nửa lít. Rồi em bình này hiệu Đào Mót,
bên dưới thì có đóng chữ Made in Malaysia nha, màu 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 đậu nè, màu xanh đậu rất đẹp luôn. Rồi hai bình này bán cho anh chị 180 nha, mã 31. 180 mã 31 nha. Rồi lên set này mã 32 giùm em nha anh chị. Set này thì có cái bình này dung tích nó khoảng 1 lít màu đen. Dưới nó để hàng China nha anh chị, China xuất Nhật nha. Dung tích là 1 lít. Đây. Màu đen có dây, có dây đeo ha, có tay cầm nè. 1 lít. Rồi bình này dung tích của nó khoảng 800 ml, hiệu Tiger. Ở bên dưới nó để Made in Việt Nam nha anh chị, hàng Việt Nam xuất nha. Đây. Rồi hai bình này bán cho anh chị 250 mã 32. 250 mã 32, hai cái này mình có thể treo trên xe được nè, đi thể thao rồi mang theo ha. 250 mã 32. Rồi lên set này mã 33. Set này cũng là hiệu Yorushi nha. Hai bình này cũng để cho anh chị 180. Dung tích là nửa lít. Độ mới cao cho em ha. Made in Thái Lan nha anh chị. Rồi bên này cũng vậy luôn, hiệu Joy ha, màu xanh nha. Made in Thái Lan luôn. Cái đáy sơn vòng vòng đây nó có bị xước sơn nhẹ ha. Trên ở trên thì đẹp không có lỗi. Nửa lít. Rồi, 180 hai bình nha anh chị, mã 33. 180 mã 33 giùm em nha. 180 mã 33. Rồi mã 34 có hai bình này em bán 150 nha, mã 34. Hai bình này dung tích của nó khoảng 300 ml nha. Em này Made in Sa Băng ha, 300 ml, có cấn ở đây tí xíu nha. 300 ml thôi nha. Rồi bên này hiệu Yorushi cũng là 350 ml, Made in Thái Lan nha. Trên nắp có điểm cấn tí ngay đây. 350, 300 ml chứ. Cái này 350. Còn này 300. Rồi hai bình này bán cho anh chị 150 nha, mã 34. 150 mã 34 giùm em nha. Rồi lên set này mã 35, hai cái bình lớn nha. Bình này dung tích nó là 1 lít. Hiệu Yorushi nè. Made in Thái Lan nha. Một lít. Rồi bình này cũng vậy luôn. Bình này 1 lít cũng là hiệu Yorushi luôn, Made in Thái Lan luôn. Rồi hai bình này 300 mã 35, hai bình lớn 1 lít nha anh chị. 300 mã 35 nha. Rồi lên set này mã 36 nha anh chị. Set này em cũng bán cho anh chị 180 nha, mã 36. Dung tích của nó là nửa lít, hiệu Yorushi nữa nè. Made in Thái Lan ha. Rồi em này cũng là hiệu Yorushi nè, Made in Thái Lan luôn. Nửa lít. Rồi hai bình này 180 nha anh chị, mã 36 giùm em nha. 180 mã 36.
Rồi lên set này mã 37 nha. Set này bán cho anh chị 200, mã 37 nha anh chị. Em bình này hiệu Tiger. Bình này thì mát in sa băng giùm em luôn nha anh chị. Dung tích của bình này khoảng nửa lít. Đẹp lắm, màu đỏ ha. Rồi bình này là nửa lít. Em bình này hiệu Đờ Mót nha, 470ml nè. Ở bên dưới đóng chữ Made in Japan giùm em luôn ha. Hàng chuẩn nha. Màu đẹp lắm. Sơn có xước nhẹ xíu nha. Rồi hai cái bình này bán cho anh chị 200, mã 37 giùm em nha anh chị. 200, mã 37 nha. Rồi lên tiếp set này mã 38 nha anh chị. Hai bình này em bán 150, mã 38 nha. Bình này dung tích nó là nửa lít. Em bình này hiệu Joy Rosy nè, mắc in sa băng nha. Bình này cũng là hiệu Joy Rosy luôn. Bình này dung tích của nó là nửa lít nha. Mắc in sa băng luôn nha anh chị. Rồi hai bình này 150 ha, mã 38. 150, mã 38 nha. Rồi lên tiếp set này mã 39 nha anh chị. Hai cái bình này em cũng bán 150, mã 39. Hiệu Tiger nè. Hàng này hàng China xuất Nhật nha. Bình này dung tích của nó khoảng 480ml anh chị, gần nửa lít nha. Bình này cũng vậy luôn. Rồi hai bình này em bán 150, mã số 39. 150, mã 39 nha. Rồi lên set này mã 40 nha anh chị. Hai cái bình này em bán 150 luôn, mã 40. Bình này hiệu Đờ Mót nè. Bên dưới đóng mắc in Malaysia nha. Bình này có hút. Rồi bình này dung tích của nó hiệu Đờ Mót, dung tích của nó là cỡ 400ml á nha anh chị. Cái này màu nâu đen. Màu nâu đen nha. Rồi hai bình này 150, mã 40, 150, mã 40 nha. Rồi lên tiếp set này mã 41 nha anh chị. Set này cũng bán cho anh chị 150, mã 41. Bình này hiệu Đờ Mót nè, mắc in Malaysia nha anh chị. Dung tích của bình này khoảng nửa lít. Rồi bình này hiệu Joy Rosy, màu đỏ nha. Bình này cũng là hàng Made in Thái Lan. Made in Thái Lan giùm em ha, nửa lít. Rồi hai bình này em cũng bán cho anh chị 150, mã 71. 150, mã 71 nha. Rồi lên set này mã 72. Hai bình này bán cho anh chị 300, mã 72 nha. Em bình này thì hiệu Joy Rosy nè, dung tích là 1 lít. Bình này bên dưới đóng chữ Made in Japan luôn đó nha anh chị. 1 lít nha. Rồi bình này, bình này 0.76, 0.7 lít anh chị. Màu đỏ nha. Đây có cắn tí xíu nhẹ bên ngoài ha.
mát in ra băng luôn nha anh chị. Nè, bình này mình làm bình thủy được nè, miệng nó nhỏ ha, mình để bình thủy mình giữ nóng là ok nè. Bình này 700ml ha, rồi bình này 1 lít. Hai cái bình này em bán 300, mã 42. 300 nha anh chị, mã 42. Rồi lên tiếp bình này, mã 43. Hai cái này bán cho anh chị 200, mã 43 nha. Bình này hiệu Joy Rosie nè, mát in Thái Lan nha. Bình này là nửa lít nè, còn cái bình này dung tích của nó khoảng 1 lít, hiệu Đờ Mót. Sơn có bị xước sơn ha. Made in Malaysia nha anh chị. Đây. Rồi hai bình này 200, mã 43. Hai bình này 200 nha anh chị, mã 43 giùm em nha. Rồi lên tiếp hai bình này mã 44 nha. Hai bình này 250, mã 44. Rồi bình này khoảng 1 lít nè. Này về mình có đồ mát cộng bán cộng dây nè, về mình sở cộng dây vô mình sử dụng nha. Rồi cái bình này cũng vậy luôn, bình này dung tích của nó khoảng 800ml nha anh chị. Hàng này hàng China nha, hàng xuất. Rồi hai cái bình này, cái bình này 1 lít nha, còn bình này chắc khoảng 800ml thôi nha anh chị. Hai cái bình này em bán cho anh chị 250, mã 44 nha. 250, mã 44. Rồi lên set này mã 45. Hai cái này bán cho anh chị 300, mã 45 nha anh chị. Rồi em có cái bình này hiệu Đờ Mót nha, màu xanh, made in Malaysia giùm em nha. Rồi bình này 1 lít nè, bình này cũng 1 lít luôn, hiệu Joy Rosie, mát in Thái Lan giùm em ha. 1 lít. Rau này mình vệ sinh lại nha, này mình vệ sinh lại là ok à. Này trên nắp nó có một điểm cấn nè, này để em giảm giá cho anh chị nha. Chị kéo set này thì 250 nha, mã 45. 250, mã 45 nha anh chị. 250, mã 45. Rồi em có cái set này, cái này là cái bình thủy dung tích nó nhỏ thôi, bình thủy thôi. Bình này hàng China nha, hàng China xuất Nhật nha anh chị. Bình này dung tích của nó khoảng 400ml nha, 400ml á. Nè, nó nhỏ ha. Đựng nước sôi nha, bình thủy thì chỉ đựng nước sôi thôi, không có đựng nước lạnh được nha. Rồi còn cái bình này nó lạ lắm nha anh chị, bên ngoài mình nhìn thì rất là đẹp luôn ha, nhưng mà cái này nó bên trong nó vậy nè. Cái này em không biết xài cái gì nha anh chị, bình này thì em không biết nó sử dụng cho cái gì. Bên trong nó có cái dòng đỏ ở bên trong kìa, nó dính liền luôn á, không biết xài cái gì đó. Bên ngoài nhìn rất là đẹp nha. Rồi hai cái này em bán vậy, cái này không biết bán gì, em chỉ bán vậy về nghiên cứu cách sử dụng giùm em ha. Rồi hai bình này em bán cho anh chị 150, mã 46 nha. 150, mã 46. Rồi lên set này mã 47 nha, set này em bán 150 luôn, mã 47. Bình này có nửa lít, không thấy mát in gì hết nha anh chị. Bình này nửa lít nha, bình này cũng vậy luôn,
Bên này hàng China xuất Nhật nha anh chị. Bình này cỡ 800ml á. Bình này mình thấy nó ốm nó cao nè, cỡ 800ml á. Rồi hai cái bình này em cũng bán cho anh chị 150 mã 47 nha. 150 mã 47. Rồi lên set này mã 48 nha anh chị. Bình này cỡ nửa lít nè. Không thấy mát in nha. Rồi bình này không biết nhiêu luôn. Bình này chắc cũng khoảng nửa lít. Cái bình nó kiểu nó giống như bình rượu vậy đó nha. Này, nó là inox nha, giữ nóng giữ lạnh đều được hết. Rồi hai bình này em bán 150 mã 48. 150 mã 48 nha. Rồi lên tiếp hai bình này. Hai bình này là 1 lít. Hiệu Joy Rosie nha, 1 lít. Mang in Thái Lan nha anh chị. Một lít. Bình này cũng vậy luôn. Bình này có một cái bình có dây nha. Bình này không thấy dây nha. Mắc in Thái Lan luôn nha anh chị. Hiệu Joy Rosie nè. Mắc in Thái Lan. Một lít. Rồi hai bình này bán cho anh chị 300 mã số 49 nha. Một lít nha anh chị. 300 mã 49. Rồi lên tiếp set này mã 50. Set này thì cũng hai bình, bình 1 lít. Hai cái bình này đều 1 lít hết, bình lớn ha. Màu xanh. Này. 1 lít nha anh chị. Rồi bình này cũng là 1 lít luôn, màu xanh dương ha. Thể thao, kiểu dáng thể thao. Em này bên dưới là hàng China nha anh chị. Hàng China xuất Nhật nha. Bình lớn, dày và nặng tay lắm luôn. Rồi hai bình này em bán 300 mã 50. 300 hai bình nha anh chị. Mã 50. Rồi mã 51 em có cái bình mini nhỏ nè. Bình này cũng khoảng cỡ 350ml, hiệu Sahara Tiger. Bên này chuẩn Nhật Made in Japan luôn nha. Độ mới cao dùm em nha anh chị. Ba trăm năm mươi ml thôi nha. Bình nhỏ nha. Bên này bán cho anh chị 150 mã 51. 150 nha, mã 51. Đây, 150 mã 51. Rồi em lên bình lớn nè. Bình lớn em có cái bình này. Bình này nó có xước sơn với lại cấn nhẹ xíu nha anh chị. Hiệu Đờ Mót ha. Bình này made in Malaysia nè. Rồi đây. Rồi bình này bán cho anh chị 200 mã 52. Có xước sơn với lại nó có bị cấn nhẹ xíu nha anh chị. Trên nắp nó có bị xước sơn với lại có bị cấn nhẹ. Dung tích của bình này 1 lít rưỡi. 1 lít rưỡi ha. Bán cho anh chị 200 mã số 52 nha. 200 mã 52. Rồi em có cái bình này. Bình này là cái bình thủy. Hàng chuẩn Nhật nha. 700ml nha anh chị. Bình thủy thì chỉ đựng nước nóng thôi, không đựng nước lạnh nha. Đây, bình thủy là đựng nước hơi nóng ha. Đây. Rồi bình này bán cho anh chị 180 mã 53. Dung tích của nó là 700ml ha. Hàng chuẩn Nhật Made in Japan nha. Cái này thì nó không có dây đeo nha anh chị. Về mình chế cọng dây ha. Nhật nó Made in Japan, nó đóng dưới đây nè. Dưới đây
Rồi bên này 180, mã 53 nha. Rồi lên tiếp cái bình này, mã 54. Bình ủ trà nha anh chị. Bình này dung tích của nó khoảng 1 lít 2. Hàng China xuất Nhật nha anh chị. Dung tích là 1 lít 2. Bình này bán cho anh chị 250 nha. Mã 54. Đây. 250, mã 54 cho em cái bình này nha. 1 lít 2 nha anh chị. 250, mã 54. Rồi mã 55, bình này 1 lít. Bình này bán cho anh chị 180 nha. Mã 55. Rồi bình này mã 56 nha anh chị. Một bình này là 800 ml, cấn nhẹ xíu ha, kiểu dáng cũng rất là dễ thương, hàng chuẩn Nhật mát in da băng bên dưới đáy nha. Tám trăm ml nha anh chị, này mình sử dụng mình pha trà uống cũng ok nè. Rồi bình này bán cho anh chị 160, mã 56. 160, mã 56. Rồi bình này mã 57, 1 lít. Bình này bán cho anh chị 200, mã 57. 200 nha anh chị, mã 57. Bình này rất là dễ thương ha. 200, mã 57. Rồi bình này mã 58 nha. Bình này bán cho anh chị 150. Không thấy mắc in nha. 150, mã 58 nha anh chị. 150, mã 58. Rồi bình này mã 59 nè. Bình này có 1 lít 2, khoảng 1 lít 2. Bình này để cho anh chị 200, mã 59. 200, mã 59 nha anh chị. Rồi bình này mã 60, màu đỏ nha. Sơn thì có xước sơn nha, không có mớp nhưng mà sơn có bị xước sơn nha anh chị. 1 lít. Không thấy mát in gì hết nha. Đế nó xay nè. Rồi bình này em bán 180, mã 60. Mã 60. Rồi bên này mã 61, 1 lít rưỡi nha anh chị. Không thấy mát in nha. Hiệu Joy Rosy. Bên này bán cho anh chị 250, mã 61. Rồi bình này mã 62, 1 lít 2. Bình này hiệu Đờ Mót nha anh chị. Bình này để cho anh chị 200, mã 62. Mã 62. Rồi bình này mã 63, 1,2 lít. Có một điểm cấn nhẹ ha. Rồi bình này 1,2 lít nha, để cho anh chị 200, mã 63. 200, mã 63. Rồi bình này mã 64 nha anh chị. Bình này để cho anh chị 150, mã 64, cỡ nửa lít ha. Một 50, mã số 64 nha. Rồi bình này mã 65. Bình này có khoảng 1 lít 2. Khoảng 1 lít 2. Bình này em bán 250, mã 65. 250, mã 65 nha.
Rồi mã 66 1 lít để cho anh chị 200. Mã 66 1 lít. Nha anh chị, mã 66. Rồi bên này mã 67 2 lít size to. Bên này 2 lít. Không thấy mark in. Rồi bên này 2 lít nha anh chị, để anh chị 300, mã 67. Rồi bên này mã 68 1,5 lít. Bên này bán cho anh chị 250, mã 68. Mã 68 nha. Rồi bên này mã 69 để cho anh chị 200, 1,2 lít. Rồi mã 69 nha anh chị, 200. Mã 69 200. Rồi mã số 70 cũng là 1 lít 2. Cũng bán cho anh chị 200 luôn. Em này thì hàng China xuất Nhật nha anh chị, nó tên China nè. 200 mã 70. Mã số 70 giùm em cái bình này ha, 1 lít 2. Rồi bên này bình thủy 1 lít chuẩn Nhật mắc in xa băng ha. Thì cái phần này bên ngoài nó là nhựa nha, bên trong nó là thủy tinh. Nhựa thì nó có bị trầy xước bên ngoài nha anh chị, mình nhìn kỹ thì nó có bị trầy xước ha. Hàng chuẩn Nhật mắc in xa băng cho em ha. Bên này khoảng 1 lít, kiểu dáng thì đẹp, bình thủy nè. Rồi bên này bán cho anh chị 200, mã 71 nha. 200 mã 71. Rồi mã 72 1 lít cũng để cho anh chị 200. Rồi lên bình này mã 73, 1,5 lít. Hiệu Đờ Mót. Sơn có bị chạy xước một xíu ngay đây nha. Một lít rưỡi. Rồi bình này bán cho chị 250, mã 73. 250, mã 73 nha. Rồi lên tiếp bên này mã 74 nè anh chị. Bên này sơn có xước nha, 1 lít rưỡi. Hiệu Joy Rosy, mắc in Thái Lan nè. Bên này bán cho anh chị 150, mã 74. 150 thôi nha, có chạy xước sơn bớt tiền anh chị nha. 150, mã 74 nha. Rồi bên này mã 75, hiệu Đờ Mót, sơn đẹp nha, xước nhẹ thôi. Rồi bên này em bán 180, mã 75. 180 nha, mã 75 nha chị. Rồi bên này mã 76 nè, 1 lít rưỡi. Sơn có bị xước nhẹ xíu ha. Hiệu Đờ Mót nha. Bên dưới có nên xuất xước sơn nhẹ bên dưới đá một xíu nè. Bên này em bán 150, mã 76. 1 lít rưỡi nha anh chị. 1 lít rưỡi nè, bán cho anh chị 150, mã 76. Rồi bên này mã 77 nè anh chị. Bên này 1 lít rưỡi luôn. Sơn có xước nhẹ nha. Hiệu Joy Rosy, mắc in Thái Lan.
Bên này tổng thể nhìn còn đẹp ha, sơn xước mà ít. Bên này em bán 180 mã 77 nha. 180 mã 77. 1 lít rưỡi nha anh chị. 1 lít rưỡi nha. Rồi mã 78 sơn có bị xước sơn nè. Không thấy mát im gì hết nha anh chị. Đáy cũng có bị xước nhẹ ha. Đây 1 lít rưỡi. Rồi bên này cũng để cho anh chị 150 mã 78 nha. 150 mã 78. Rồi lên bên này mã 79 nha anh chị. Bên này 1 lít. Hiệu Joy Rusi nha. Nè hiệu Joy Rusi trên cái quai nè. Bên này mắc in Thái Lan bên dưới nha anh chị. Bên này dung tích của nó là 1 lít. Bán cho anh chị 250 mã 79 nha. Bên này là 1 lít nha anh chị, 250 mã 79. 250 mã 79. Rồi bên này mã 80, 1 lít rưỡi. Đây 1 lít rưỡi. Bên này bán cho anh chị 150 mã 80. 150 ha, mã 80. Rồi lên bình này mã 81, bình này 1 lít. Đẹp không có lỗi gì hết nha, không cấn mớt ha. 1 lít. Bên này để cho anh chị 180 mã 81. 180 mã 81 nha. Rồi bên này mã 82 1 lít nha anh chị. Không cấn mớt nha. Bên này 1 lít. Bên này để cho anh chị 250 mã 82. Không cấn mớt nha anh chị. 250 mã 82 nha. Rồi lên bình này mã 83 1 lít. Trên mình nó có lơ cấn nhẹ xíu nha anh chị. 1 lít. Rồi bình này bán cho anh chị 200. Đựng nước nóng rồi mình mua mấy cái bình miệng nhỏ nhỏ này nè. Giữ hơi lắm. 200 nha anh chị, mã 83. Rồi lên tiếp bình này mã 84 nè. Bán xíu nha. Bình này 1 lít. Hiệu Joy Rusi nha anh chị. Bình này bán cho anh chị 250 mã 84. 250 mã 84 nha. Rồi lên bình này mã 85. Bình này nó có bao da như thế này. Đây, đế nhựa ha. Bình này không thấy để dung tích gì hết nha anh chị. Mình nhắm chừng nó khoảng 1 lít nha. Rồi bình này có bao da rồi nè. Không thấy mắc in gì hết, không thấy hiệu ha. Bình này bán 200 nha anh chị. Mã 85. 200 mã 85. Rồi lên bình này mã 86 ha. Bình này bán cho anh chị 150 nha. Dung tích nó khoảng 1 lít. Em này thì hàng China xuất Nhật nha anh chị. Có bị cấn tí ngay dưới đấy nè. Không đáng kể nha, nhỏ không đáng kể. Sâu lòng lắm, cái này nó rất là sâu lòng. Bên này bán cho anh chị 150
mã 86 nha. Cái nắp nó mình làm cái ly uống luôn nè, cái nắp nó mình làm cái ly luôn ha. 150 mã 86. Rồi mã 87 em có mấy cái hộp này để đựng trái cây nè anh chị, trái canh đi, cây lạnh đó. Có cấm xíu nè. Cái bình này thì hàng chuẩn Nhật luôn nha, made in Japan luôn nha anh chị, đóng bên dưới đáy nè. Đây cái nắp của nó ha, trong đây nó có mấy cái ngăn nè. Đây, để mình để trái cây vô đây, mình để lạnh rồi mình để vô đây nó sẽ giữ lạnh cho mình á. Trong đây nó có hai ngăn thôi, trong đây nó có hai ngăn thôi nha anh chị. Đó. Đúng ra nó có tới 3 ngăn ha, nhưng mà nó được hai cái hộp này. Là mình gọt cái cây vô giống vậy nè các anh chị. Hay là để nước đá rồi vô đây, rồi mình để vô đây nó giữ lại cho mình. Hai cái à, này nó có hai cái không phải rồi. Cái này nó có được, nó hai cái thôi. Đó, mình để xuống ha, rồi mình xây lại. Rồi cái này nó như thế này nha anh chị, bán cho anh chị 250 mã 87 nha. 250 mã 87. Hàng chuẩn Nhật có một điểm cấm xíu nha. 250 mã 87. Rồi lên bình này mã 88 nè, 1,5 lít hiệu Yorushi. Sơn có xước nhẹ nha anh chị, bên dưới made in Thái Lan. Rồi bình này bán cho anh chị 200 nha, mã 88. Có xước sơn nha anh chị, bán cho anh chị 200. Bán cho anh chị 200, mã 88 nha. Rồi bình này mã 89 nha anh chị, bình này 2 lít. Không thấy mát in gì hết bên dưới đáy nha, hiệu đờ mót nè. Đây bên này em bán 300 mã 89, 300 nha, mã 89. Rồi bên này mã 90, bên này 1,2 lít, đẹp mới không cắn mớt nha. Bên dưới đóng chữ made in Thái Lan bên dưới nha. Một lít hai. Rồi bình này bán cho anh chị 250 mã 90. 250 mã 90 nha. Rồi bình này mã 91, 2 lít nha anh chị. Bình này bán cho anh chị 250 mã 91 nha. 250 mã 91. Rồi lên bình này mã 92, hiệu đờ mót nè. Bình này dung tích cũng khoảng 1 lít. Made in Malaysia nha, còn mới đẹp. Giữ nhiệt rất là tốt luôn nha anh chị. Rồi bình này để cho anh chị 200 mã 92. 200 nha, mã 92. Rồi lên bình này mã 93, bình này 2,5 lít. Sơn có xước nhẹ nha. Đây anh chị. Bình này 2,5 lít ha. Bình này bán cho anh chị 300 mã 93.
300 mã 93. Rồi lên tiếp bình này mã 94 nha anh chị. Bình này 1,2 lít màu đỏ. Hiệu Yorushi nha, Made in Japan nha anh chị. Rồi bình này em bán cho anh chị 300 mã 94. 300 mã 94 nha, 1 lít 2. Rồi mã 95 em có cái bình này. Bình này sơn màu đen, có xuất sơn nhẹ nha, nhưng mà nhìn nó kịch cỡ, nó to lắm. Ly nữa nè, cái ca mình có thể, cái nắp nó thể mình làm cái ly uống được. Bình này chắc cũng khoảng 1 lít rưỡi gì đó anh chị, không thấy mà để dung tích ha. Chắc cũng khoảng 1 lít rưỡi gì đó. Bình này đẹp lắm, bình này nhìn rất là ngầu. Bình này em bán 400 mã 95. 400 nha, mã 95. Rồi mã 96 em có cái bình này 1 lít. Đẹp cắn không cắn mớp gì hết nha. Bán cho anh chị 200 mã 96. Rồi lên tiếp bình này mã 97 nha anh chị. Em này thì cũng có cấn mớp nhẹ xíu ha. Nè. Bình này hiệu Made in Thái Lan, 1 lít 3. Hiệu Yorushi đó nha anh chị. 1 lít 3. Bình này cũng để cho anh chị 200 mã 97. Bình này cũng để cho anh chị 200 mã 97. Sơn có xuất sơn với lại có một vài điểm cấn nhẹ xíu nha anh chị. Rồi 200 mã 97 nha, 1 lít 3. Rồi mã 98 em có cái bình này. Bình này cỡ 1 lít. Bình này em bán cho anh chị 250 mã 98. 250 nha, mã 98. 250 mã 98. Rồi lên bình này mã 99 nha anh chị. Bình này không thấy hiệu ta. Đây hiệu Sahara Tiger. Đây. Made in Japan luôn nha. Cái này là cái phần dưới cái đít nha, trên nè. Bình này chắc cũng khoảng 1 lít. Kiểu dáng nó nhìn nó rất là đẹp. Sahara Tiger ha, hàng chuẩn Nhật. Có dây đeo, có tay cầm. Bình này em bán 300 mã 99. 300 mã 99. Rồi lên bình này mã 100. Bình này 2 lít. Có dây đeo, có tay cầm rồi nha anh chị. Sơn thì có xước nhẹ ha. Ron đầy đủ hết nha. Rồi bình này em bán cho anh chị 300 mã 100. 300 mã 100. Mã 101 em có cái bình này 1 lít 2. Có một điểm cấn xíu nè. Bình này Made in Sa Băng nha anh chị. 1 lít 2. Dày lắm chặn. Bên này em bán cho anh chị 250 mã 101. 250 nha, mã 101. Bên này mã 102. Bên này 1 lít rưỡi.
không thấy mắt em nha anh chị. Một lít rưỡi mã 102. Rồi bình này bán cho anh chị 280 mã 102. 280 nha, mã 102. Rồi mã 103, em có cái bình này 1 lít. Bình này thì có một vài điểm cấn nhẹ xíu nha anh chị. Hiệu Tiger nha. Rồi bình này để cho anh chị 200 mã 103. 200 mã 103 nha. 1 lít nha anh chị. 200 mã 103. Bình này mã 104 nè, bình này 1 lít 2. Đẹp mới nha, không bị cấn mớp nha. Chuẩn Nhật mắc in sa băng nha anh chị. Dày nặng lắm. Rồi bình này 300 mã 104. 300 nha, mã 104. Lên bình này mã 105. Bình này bán cho anh chị 200, 1 lít rưỡi nha. 1 lít rưỡi nha anh chị, bán cho anh chị 200. Không thấy mắt em nha, có một điểm cấn đây xíu nha. Rồi, 200, mã 105. Mã 106 nè anh chị, 250. Không cấn mớp nha, 250 nha anh chị. Mã 106. Mấy cái này thì nó giống nhau hết. Cái kiểu mẫu nó giống nhau ha. 1 lít 2. 250 mã 106 cho em nha. Bình này thì mắc in sa băng luôn, đóng bên dưới nè. Mã 106 250 nha. Mã 107 em có cái bình này 2 lít rưỡi nha anh chị. Đẹp. Sơn bên phía sau có xước nhẹ nè. Mày dính bẩn ha, mình có thể lau chùi ra được nha. 2 lít rưỡi nha anh chị. Size to lắm. Đây. 2 lít rưỡi. Bên này bán cho anh chị 350 mã 107. 350 nha, mã 107 nha anh chị. Rồi lên bên này mã 108. Hiệu Joy Rosie nè. 2 lít. Có vài điểm lặn lặn nhẹ nè, cũng không đáng kể ha. 2 lít. Rồi bình này bán cho anh chị 350 mã 108. 350 mã 108 nha. Mắc in Thái Lan nha anh chị. 350 mã 108. Rồi bình này mã 109 nè anh chị. Bình này 1,2 lít luôn. Này kia đó, hàng chuẩn Nhật. Đây. 1 lít 2. Hàng mắc in sa băng nha anh chị, 1 lít 2. Bình này em bán cho anh chị 300 mã 109. 300 mã 109 nha. Rồi em lên bình này mã 110 nè, bình này là 1 lít rưỡi. Bình này 1 lít rưỡi nha anh chị. Đẹp mới, có dây đeo, có tay cầm. Hàng China xuất Nhật nha anh chị. Bình này 1 lít rưỡi, bán cho anh chị 300 mã 110 nha. Rồi em lên cái bình này mã 111 nè anh chị, hiệu Joy Rosie cho em ha. Đây nha anh chị. Bình này 1 lít rưỡi nha. Bình này bán cho anh chị 250 mã 3 số 1 ha. 250 mã 3 số 1, mắc in Thái Lan nha anh chị. 250 mã 3 số 1. Rồi em có cái bình này size to nè. To lắm, sơn có xước ha.
Bên này không thấy margin gì hết nha anh chị, to lắm. Bên này nó cũng khoảng 2 lít. Đây. Rồi bên này em bán cho anh chị 350 mã 112 nha. Sơn có xước nhưng mà nó to, nó cồng kềnh lắm. 2 lít. 350 mã 112. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.